Vậy kỹ thuật này kỹ thuật sắc tô, nhấn là sắc tô để áp dụng vào tất cả những cái bài mà mình sáng là mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật sắc là tô và nhấn to nhỏ to nhỏ. Thì lúc này cái vùng của mình cũng phải bắt đầu áp dụng ha. Đô 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 na 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 ha. Đô 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 đô, thấy không? Cái vùng có biết không? Các bạn đè một cái lực vừa phải vào cái vùng ha. Đó, để biết ha. Bây giờ tạo bài nó sẽ vui tươi hơn, tôi làm mặt tưởng như kiểu là mà hay.